nổi lên rồi thành một hàng dòng 11 A6 thì thấy còn rất nhiều bạn đang đứng ở trên sân đó, có hình lang lớp mình đó, khẩn trương ra sân. À, một lần nữa thầy đề nghị các bạn trong đội đồng diễn ở khối 12, các bạn mang ghế của lớp mình đến vị trí các cái hàng ngồi theo quy định mà chúng ta được tập dần. Chương trình
Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phát biểu phát động tuần lễ áo dài năm 2023. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Trong các sự kiện gia đình, cộng đồng,
nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài cho mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng, kính mong quý lãnh đạo, quý chị em và học sinh tổ chức tích cực lan tỏa cho cộng đồng về giá trị và ý nghĩa của chiếc áo dài. Nhân buổi lễ hôm nay, kính chúc quý đại biểu và quý thầy cô, học sinh sinh viên, học sinh của trường cùng toàn thể quý đại biểu khỏe mạnh, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh. Liên tục chương trình, xin trân trọng giới thiệu và mời em Võ Hoàng Như Ý, học sinh lớp 12A11, trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, đại diện cho các bạn nữ sinh phát biểu hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2023. Xin mời em. Quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em tên là Võ Hoàng Như Ý, học sinh lớp 12A11 trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay em vui mừng khi được tham dự chương trình lễ phát động hưởng ứng tuần lễ áo dài chia sẻ văn hóa Việt Nam năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, thành phố Vị Thanh. Đặc biệt, em vinh dự hơn nữa khi em được đại diện cho các bạn nữ sinh phát biểu hưởng ứng tuần lễ áo dài chia sẻ văn hóa Việt Nam năm 2023. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, khi nói đến trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta nghĩ ngay đến áo dài. Ngày nay, áo dài phụ nữ mặc ngày càng phổ biến ở trường học, cơ sở, doanh nghiệp, trong các sự kiện quan trọng, trên các diễn đàn quốc tế mà áo dài thể hiện sự trang trọng, lịch lãm của người phụ nữ Việt Nam. Đối với các bạn nữ sinh chúng em, chiếc áo dài chứa được biết bao ý nghĩa vì nó gắn liền với những kỷ niệm giữa mái trường cùng với thầy cô, bạn bè, có tiếng ve ngân vang và những hàng hương vị quen thuộc. Bạn thương em cũng biết rằng, chiếc áo dài có cái thời kỳ có sự biến đổi với nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau. Áo dài còn được biến chuyển thành áo cưới, áo cắt tân. Nhưng dù thế nào thì chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn giữ được nét biến chuyển, gợi cảm, kín đáo mà không trang phục nào có thể thay thế được. Có thể khẳng định áo dài là một trang phục biểu tượng cho tâm hồn và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Xứng đáng là một di sản văn hóa phi vật thể có tính đại diện của kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, để hưởng ứng tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam năm 2023, cho phép em được đại diện cho tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên và các bạn nữ sinh trên địa bàn tỉnh xin hứa. Thứ nhất, chúng em sẽ chia sẻ lan tỏa cho bạn bè, người thân về giá trị, ý nghĩa của chiếc áo dài, về việc mặc áo dài, mạnh dạn giới thiệu với bạn bè khắp nơi, kể cả trên thế giới, về hình ảnh chiếc áo dài, về những vẻ đẹp của người phụ nữ trong trang phục áo dài, vì đây là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Thứ hai, luôn nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, tự tin tỏa sáng khi hàng ngày được khoác lên mình trang phục áo dài để đến trường, cùng vận động bạn bè, người thân tham gia mặc áo dài trong tuần lễ từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 để hưởng ứng tuần lễ áo dài chia sẻ văn hóa Việt Nam năm 2023. Thứ ba, phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, tham gia tốt các phong trào của đoàn, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp văn minh. Cuối lời, kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Em xin được cảm ơn và trân trọng kính chào. Cảm ơn em Võ Hoàng Như Ý. Tiếp theo chương trình, kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, đến với buổi lễ phát động hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động các đơn vị đồng hành trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Sau đây, xin mời 5 em học sinh đầu tiên bước lên phía trên để nhận học bổng. 1. Em Nguyễn Thánh Lễ, học sinh lớp 12A11. 2. Em Nguyễn Thị Diễm Trinh, học sinh lớp 12A2. 3. Em Nguyễn Lê Gia Thịnh, học sinh lớp 12A3. 4. Em Trần Thị Khánh Kiều, học sinh lớp 12A5. Và 5. Em Nguyễn Trường Di, học sinh lớp 12A6. Mời các em khẩn trương bước lên phía trên để nhận học bổng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ lên trao học bổng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Shine.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn hai tiết mục đồng diễn áo dài rất vui. Quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, chương trình lễ phát động hưởng ứng tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam năm 2023 đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo, quý đại biểu đã dành thời gian đến tham dự. Kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu dồi dào sức khỏe, thành công. Chúc các em học sinh luôn tự tin, sáng tạo và học tập thật tốt. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.